Anh Rika ơi, em có 30 quả nho và 12 cục kẹo. Em muốn chia cho các bạn trong làng này và cho cả anh nữa. Nhưng mà em không biết chia cho tối đa bao nhiêu bạn, sao cho mỗi bạn đều có số quả nho và số cục kẹo bằng nhau. Chia làm hai được không? Tớ với cậu thôi. Không, phải chia cho được càng nhiều bạn càng tốt. Vậy thì Bi hãy tìm ước chung lớn nhất của 30 và 12 đi. Tìm ước chung lớn nhất? Tìm như thế nào? Trước hết, ta tìm ước chung của 12 và 30. Ta có ước của 12 bằng 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ước của 30 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Vậy, ước chung của 12 và 30 là 1, 2, 3, 6. Số lớn nhất trong tập hợp của các ước chung của 12 và 30 là 6. Như vậy em hiểu rồi. Em có thể chia đều cho tối đa là 6 bạn. Mỗi bạn sẽ có 2 cục kẹo và 5 quả nho. Đúng rồi. Ta nói 6 là ước chung lớn nhất của 12 và 30. Ký hiệu. Ta định nghĩa ước chung lớn nhất của 2 hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó. Còn một số chi tiết cần phải lưu ý, Bi hãy đọc thêm trong phần lý thuyết trong sách đi nhé.